Tối ngày 29 tháng 9, lãnh đạo Công an phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội cho biết, một ô tô 4 chỗ đang lưu thông trên đường Dương Nội đã bất ngờ bốc cháy. Thông tin ban đầu, khoảng 19:30 cùng ngày, ô tô hiệu BMW mang biển kiểm soát 30F234 do anh PVQ, sinh năm 1993, trú tại Hoài Đức, Hà Nội điều khiển, trên xe chở 2 người lưu thông trên đường nội bộ đô thị mới Dương Nội hướng về đường Ngô Thị Nhậm, phường La Khê, quận Hà Đông, thì bất ngờ bốc cháy. Đám cháy bắt nguồn từ nắp capo, sau đó đã bùng lên dữ dội. Người dân và cán bộ tuần tra của Công an phường La Khê đã phát hiện sự việc và kịp thời hô hoán, hỗ trợ những người trong xe thoát ra ngoài an toàn. Còn chiếc xe ô tô thì nhanh chóng bị ngọn lửa thiêu rụi. Nhận được tin báo, Công an quận Hà Đông đã điều xe cứu hỏa tới hiện trường để dập tắt đám cháy. Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa về cơ bản đã được khống chế. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Tiếp tục bản tin là những tin tức đáng chú ý khác. Sau những ồn ào tranh cãi về chuyện làm từ thiện, nhất là của những nghệ sĩ trên mạng xã hội trong thời gian qua, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an vừa đề nghị Công an thành phố Hồ Chí Minh ra soát, xử lý những người kêu gọi từ thiện có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản trên địa bàn. Theo đó, công an các quận huyện cũng như thành phố Thủ Đức phối hợp thực hiện hai vấn đề bao gồm ra soát, đánh giá tình hình các cá nhân tổ chức hoạt động từ thiện tự phát, kêu gọi từ thiện trên địa bàn từ năm 2020 cho đến nay, có những thống kê cụ thể bao gồm tên cá nhân, tổ chức, quy mô, cơ cấu tổ chức, mục tiêu hoạt động, cơ sở pháp lý. Hai là kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đối với các cá nhân, tổ chức, hoạt động tự phát, kêu gọi từ thiện để chiếm đoạt tài sản. Yêu cầu các đơn vị địa phương tập trung phối hợp thực hiện và báo cáo kết quả. Thời gian qua, dư luận phản ứng rất gay gắt về câu chuyện thiện nguyện của một số nghệ sĩ khi sử dụng và quản lý số tiền lớn từ thiện chưa được thuyết phục, khiến nhiều người nghi vấn. Nhằm giúp đỡ các cá nhân khởi nghiệp và doanh nghiệp trẻ trong nước gặp khó khăn về nguồn vốn, vận hành thị trường do COVID-19, cuộc thi Doanh nhân Phượng Hoàng đã chính thức khởi động. Bên cạnh nguồn tài chính, chương trình còn mang đến những kinh nghiệm, kỹ năng thực chiến trong kinh doanh, quản lý để chuẩn bị tốt nhất cho sự trỗi dậy mạnh mẽ của những doanh nghiệp trong thời gian tới. Cuộc thi Doanh nhân Phượng Hoàng, mô hình kết hợp giữa vườn ươm khởi nghiệp và quỹ đầu tư để tìm kiếm, cấp vốn và đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua thử thách. Ban tổ chức muốn hướng tới hàng nghìn doanh nghiệp tiềm năng và trên đà tăng trưởng mạnh trong các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, y tế, sản xuất, xuất khẩu, bán lẻ hoặc những ngành mới, sản phẩm mới có lợi thế kinh doanh nổi bật. Trong bối cảnh hiện tại, cuộc thi được xem là có ý nghĩa vô cùng đặc biệt khi nhiều doanh nghiệp trẻ trong nước đang gặp khó khăn về nguồn vốn, việc vận hành do ảnh hưởng của dịch COVID-19 vừa qua. Cuộc thi sẽ góp phần khởi tạo hệ sinh thái khởi nghiệp và sát cánh cùng các doanh nghiệp bứt phá trong thời gian tới. Đến thời điểm hiện tại là chúng tôi đã nhận được khoảng độ hơn 100 bộ hồ sơ và các hồ sơ đều có những cái năng lực, những kinh doanh và có những cái lợi thế kinh doanh nổi trội. Các doanh nghiệp và startup sẽ trải qua 3 vòng tuyển chọn gồm vòng sơ khảo, vòng loại và vòng chung kết để xác định top 30, top 10 và top 3. Quán quân được đầu tư 3 tỷ đồng, xây dựng chiến lược phát triển và đồng hành trong lộ trình IPO sau 3 năm đầu tư. Top 3 sẽ nhận mức đầu tư 1 tỷ đồng, top 6 nhận mức đầu tư 500 triệu đồng cùng nhiều hỗ trợ khác trong hoạt động gọi vốn mở rộng kinh doanh. Thông tin từ Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân cho biết, khi xem xét khó khăn trong việc thanh toán các khoản chi liên quan đến phòng chống dịch, có tới 30% doanh nghiệp gặp khó khăn với những khoản chi liên quan trong tình hình chống dịch COVID-19. Trong khi đó, ở doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chỉ dao động quanh mức 10%. Nguồn thu giảm ngay cả ở những doanh nghiệp duy trì 3 tại chỗ, nhưng đa số doanh nghiệp thì vẫn cố gắng đảm bảo các chế độ, quyền lợi để giữ chân người lao động, sẵn sàng khi trở lại sản xuất. Thế nhưng dịch bệnh kéo dài, nhiều doanh nghiệp đã không còn đủ sức để chống đỡ. Phóng viên VTC đã có ghi nhận về vấn đề này. Dù trong thời gian giãn cách xã hội, duy trì sản xuất 3 tại chỗ chỉ với 1/3 số nhân công, nhưng doanh nghiệp nhựa này vẫn duy trì trả lương và chế độ bảo hiểm cho 100% nhân sự. Lãnh đạo công ty cho biết phải cố gắng làm điều này để giữ chân những người lao động có tay nghề. Những cái chi phí mà tổ chức 3 tại chỗ nó bị đội lên khá là nhiều, do đó là cái nguồn mà gọi là nguồn tiền để mà đóng những cái loại thuế phí hiện tại á, là đang gọi là chưa có đủ, đang bị hơi bị thiếu hụt. Vì chúng tôi vẫn ưu tiên là dùng các khoản tiền để mà trang trải về phần lương cho công nhân để mà các bạn có thể duy trì được đời sống. Và ngoài ra là phải để dành để nhập nguyên liệu nữa. Thì đối với những nhân viên mà vẫn đang duy trì mà làm việc ta tại chỗ, chúng tôi vẫn tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Riêng đối với những công nhân mà không tham gia làm việc, họ ở nhà, họ vẫn hưởng được một cái mức lương trợ cấp. Và công ty chúng tôi vẫn duy trì đóng bảo hiểm y tế để mà lỡ có việc gì thì họ vẫn sử dụng được ngay.
Vì vậy, giãn, hoãn, đóng bảo hiểm xã hội trong thời điểm này là mong muốn của rất nhiều doanh nghiệp. Trong cái lần này thì cái áp lực về bảo hiểm xã hội là rất lớn. Nhưng vì quyền lợi của nhân viên, chúng tôi đóng bảo hiểm vẫn là đầy đủ và đúng với thời hạn. Tuy nhiên nếu mà với cái tình hình dịch bệnh nó kéo dài và vẫn tiếp tục diễn ra trong 2-3 tháng tới hoặc thậm chí là xa hơn nữa thì chúng tôi là rất là mong muốn được cái sự hỗ trợ từ chính phủ. Tôi nghĩ là tầm khoảng ít nhất là 6 tháng kể từ tháng 9 năm 2021. Theo các chuyên gia, thay vì cơ quan bảo hiểm xã hội thu đầy đủ nhưng doanh nghiệp kiệt quệ, người lao động mất việc làm, giảm mức đóng sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn. Tuy nhiên, vẫn cần nương theo đà phục hồi của nền kinh tế. Chẳng qua là giãn hoãn, chứ không phải là miễn hoàn toàn. Cho nên có thể là cuối năm hoặc có thể là trong năm tới thì doanh nghiệp vẫn phải trả khoản phí đó. Nó không đi đâu mà mất cả. Mà đây chẳng qua là giãn tiến độ để giảm thiểu bớt đi những cái áp lực về nghĩa vụ tài chính, đặc biệt là về thanh khoản, dòng tiền cho doanh nghiệp trong bối cảnh rất khó khăn hiện nay. Và như thế nó cũng mới đảm bảo đồng bộ các gói hỗ trợ chính sách. Tùy thuộc vào cái kết quả kiểm soát dịch bệnh cũng như là khả năng phục hồi kinh tế, chúng ta không thể lấy lộ trình của một doanh nghiệp để làm mốc chung cho tất cả. Và do đó là thời gian nó sẽ trả lời những câu hỏi đó về vấn đề cụ thể. Theo nguyên tắc là không chỉ là để hỗ trợ doanh nghiệp mà còn để đảm bảo hài hòa lợi ích. Bởi vì nếu mà càng giãn hoãn chậm lâu đó thì rõ ràng là ngân sách nhà nước càng phải bù lỗ và điều này nó sẽ ảnh hưởng tới cái thu hồi ngân sách. Trên thực tế, nghị quyết 68 đã có quy định cho doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất với điều kiện phải giảm tối thiểu 15% lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, để giữ chân người lao động, sớm ổn định lại sản xuất, nhiều doanh nghiệp cho rằng chính sách này vẫn chưa thỏa đáng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật của VTC Now. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC tại địa chỉ www.vtc.gov.vn. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng. Nó thậm chí còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chất lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp quý khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những clip hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới, và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast sách nói chuyện hay. Thành công của trong đã sẵn sàng. Và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtc.gov.vn để theo dõi các chương trình đặc sắc nhất của VTC ngay hôm nay.